thì cái cây có vị chua và những thực phẩm mà có cái màu đa dạng từ đương nhiên của chị các bạn biết rồi. Mọi trường hợp sử dụng ta không có cái nguồn tự nhiên mình đủ nguồn thực phẩm đủ để dùng thuốc. Nhưng ngày nay tôi thấy có người quá thần tượng vitamin C sử dụng dư lượng, thậm chí cái gói hoặc cái tiết mà uống á, sủi á, có chai á, dùng quá nhiều. Cũng giống như canxi á, bị người ta lạm dụng quá nhiều đúng không? Tôi phải làm sao để thay đổi cái tư duy của người tiêu dùng, đặc biệt là bác sĩ của dùng dụng đó. Thứ nào thấy mệt mệt, thấy canxi uống, để những đứa trẻ mà người cha mẹ nó chú vô tội bạn luôn. Vì dư lượng, dư lượng canxi, là cái hậu quả rồi phải không? Thiếu những lắm rồi, mà dư á, bị sỏi, vitamin C cũng bị sỏi đúng không? Chứ đâu phải thì nó làm cho cái độ cái pH nó có thay đổi nên nó dễ lắng động và bị sỏi. Nên cái kiến thức nó quan trọng lắm ha. Bổ sung là rất cần thiết nhưng mà phải có liều lượng chứ đâu có được dư thừa thì để. Chúng ta còn một nhóm nữa, đó là vitamin D dầu chỉ có các loại A, D, E, F thôi. Nhưng bây giờ nó còn một loại là bé. Trong cái nhóm mà cái loại vitamin đầu tiên của nhóm tan trong dầu, tức vitamin A, mình đương nhiên phải cho tên của nó là retinol ha. Và đó là tập hợp các chất có hoạt tính của retinol, nhưng có một cái điểm về hóa học trong đây là cần lưu ý gì không? Là cái công thức và cái đương nhiên cái loại này nó sẽ có trong các loại thực phẩm đang dạng như thế này. Cái này là kiến thức hơi phổ thông mà các bạn cũng biết, cô quan tâm đến cái chỗ này xíu nè. Nó có hai cái loại là retinol. Nó chuyển hóa của cái retinol chứa OH và retinol chứa AX. Thì đây là chức năng chuyển đổi của cái vitamin C trong cái sự hấp thu từ ánh sáng gặp vào mắt thì nó làm sao mà hỗ trợ các quần thị lực. Nếu như câu hỏi đề thi nó gần nhất là dễ hiểu là câu hỏi đề thi không hỏi vitamin A chức năng tăng cường thị lực gì hết, nó cho bạn câu này nào. Nó tăng cường khả năng chuyển đổi giữa protein và opsin, tức là đang chuyển giữa tiết retinal sang retinal. Thì đây là cái phản ứng tại mắt mà khi tiếp nhận ánh sáng đó thì nó sẽ chuyển hai cái chất này qua lại lẫn nhau ha, để nó hỗ trợ cho việc mà cung cấp cái thị lực cho cơ thể đó. Để đây là cái phản ứng, tức là cái chức năng về mặt hóa học ha, các bạn nhớ là cái phản ứng này. Còn cái hiệu quả của phản ứng này tức là hỗ trợ phản ứng thị lực. Tự nhiên có một trắc nghiệm sinh viên hỏi bữa là hỏi vitamin A mà không biết câu nào liên quan đến ánh sáng trên, tức là nó đang giải thích cơ chế bằng cái phản ứng này, nên tôi thấy những câu có các phản ứng này đưa đây để sinh viên đọc được cái bất ngờ. Chứ còn tính ra thì không có nghiên cứu quá, không cần nghiên cứu quá chuyên sâu để hỏi. Còn mai mốt mình học dược lý, đặc biệt là cái công thức thuốc đó, nó có liên quan đến vitamin N, H3, N, O3 nó phải thải trừ như thế nào, mở vòng mở đâu rồi nhiều thứ như lắm. Thì cô thì đã cố rất cố gắng để hạn chế cái phần hóa học trong môn hóa sinh, mặc dù nó thì hơi nhiều. Và đó là nói những cái vấn đề của vitamin A ha. À, công thức của nó thì nó cũng hơi dài, cho nên là chỉ liên quan đến chức năng thôi, mà chức năng nổi trội nhất lại là tiết sơ rồi. Mà nó cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, tham gia vào các cái mô niêm mạc gì đó. Có xương cũng có tăng cường sức đề kháng và chống nhiễm khuẩn. À, chị ở đây có một cái nếu như trong đoạn này trong giáo trình đó bạn đọc sẽ tự hiểu được là nó bảo vệ lớp thượng bì, do vậy thiếu thì sẽ bị khô mắt và mù lòa, phải bổ sung ngay từ bé luôn, ảnh hưởng đến cái quá trình tổng hợp tiến cái đồ tự nhiên, đặc biệt là nếu thiếu vitamin A tại sao mà liên quan đến cái chức năng thị lực đó. Người ta có giải thích rõ là giảm lượng glucocorticoid. Bữa trước cô giáo cô nói rất kỹ về cái chất này, có ai nhớ không? Glucocorticoid là tổng hợp của hai thành phần lycosaminolidate và proteolidate. Nó có trong sụn, pháp xương và trong dịch thủy tinh hạch của mắt. Và người ta dùng một chất, sau này các bạn sẽ điều trị cho bệnh nhân là cái dịch, cái thuốc mà tiêm dịch thuốc với lại chất gì nhớ tên không? Acid hyaluronic cũng trong nhóm glucocorticoid. Và ở chức năng tăng cường thị lực đó, cái phản ứng hồi nãy là liên quan về mặt hóa học, còn cái nhóm chất của nó là thuộc cái lượng này giảm đi cái lượng này, cho nên cái giảm thị lực của mắt. Và nếu mà thiếu hoặc thừa thì đều giảm quá trình phát triển hóa, do vậy và
thực phẩm có chứa vitamin A ha, và tiền vitamin A nữa, thì cái đó là kiến thức phổ thông không biết được. Tôi nói đến loại vitamin tiếp theo là vitamin D. Có được cái tên của nó, có một điểm lưu ý về cái tên như thế này, không giống như vitamin A có cái tên. Hiện tại thì mình chỉ thấy thuốc thì chỉ đề cập đến D2 với D3, vậy thật ra có D1 không có, nhưng hiện giờ thị trường vẫn còn quan tâm nữa ha. Chỉ có hai dạng thôi. Nếu vitamin D2 thì có nguồn gốc từ thực vật. À, cái này khó là hở. Bài này mình không có học cholesterol nữa, chương trình mình chưa học cholesterol. Khi bạn học chương hóa học thì đi biết, bạn chỉ là học kỹ cho cô công thức cholesterol, không phải vì bạn hóa học mà phân biệt giữa cholesterol và triglyceride. Bởi vì cái cholesterol này thì nó là thành phần của dịch mỡ. Ha, của dịch mỡ, hôm bữa có nói rồi nhớ không? Thực phẩm thì có cholesterol, thì có gì? Bilirubin, có axit mỡ và muối mỡ. Ha, thì cái cholesterol này là nó có được thành phần dịch mỡ. Nhưng mà thường thì nó có trên các tế bào thần kinh để là làm hoặc cái bầu cầu làm cho bệnh vật. Nguồn gốc của nó là dẫn xuất để mà tạo ra vitamin D3. Gần nhất đi thi á, hỏi hai câu sau đây, nếu hỏi tên thì hỏi cái này. Nhưng thật chắc chắn để thi thì chỉ nói là vitamin D xuống thôi. Đó bạn quan trọng là cái gì? Còn cuối của cái này nè, là calcium là tên chung của vitamin D. Ha. Còn nếu nó đó là D2 thì phải thêm chữ Erythrol. Dẫn xuất của nó là Erythrol, nhiều hơn cholesterol 1 carbon. Thực ra thì cholesterol có 27 carbon, còn Erythrol là có 28 carbon. Nó có 3 dòng 6 cạnh, 1 dòng 5 cạnh, 1 nhóm thế 17 carbon, hay là 1 nhóm nhắn là 17 carbon. Hẳn dài là 38 carbon thì đứng từ số 17. Nhưng cái này là bên cái bài hóa học thì biết sẽ học kỹ hơn. Còn vitamin D thì đương nhiên mình biết rồi, duy trì canxi huyết để tăng hấp thu canxi, hạn chế thải trừ hóa học. Đó là cái bảo vệ canxi cho cơ thể. Nó là loại vitamin và tác dụng trong quá trình lắng động canxi. Cái cụm từ này động vô là ai cũng biết đó, chính là giai đoạn vitamin D. Cô chỉ quan tâm đến mỗi cái tên thôi. Có ba cái tên các bạn. Nếu thiếu vitamin D thì người trẻ bị còn xương, và người lớn thì bị lõm xương. Nếu dùng liều cao cũng không được không. Và khi tích tụ canxi thì đương nhiên cái bệnh này cũng trùng giống nguy cơ mà. Và hồi nãy nói đến đây mới cái mảng sơ bữa này chứa mấy thành phần, hôm bữa nói dấu tặng mảng sơ bữa này chứa mấy thành phần, mấy thành phần mảng sơ bữa là bạch báo, sơ bữa là bạch trong cái thành phần chứa những chất gì nhớ không? Cô nhớ bữa phẩm và giải phẫu của nó là không liên quan, không có giải thích gì các bạn hết rồi. Các bạn liên hệ với các cô khác học nhớ này, cái này trước này nè, chữ này lờ để lờ đúng không, lắng động vào đây rồi nó sẽ chứa canxi nè, thấy ghi rõ không, canxi lắng động vào đây rồi chứa cái gì nữa không nhớ thiệt là không nhớ hay không có đó, nếu như cô cũng biết rằng là cái này đó tôi không nhớ là cái đầu tập cô có giúp các bạn nhớ lại để các bạn học liên kết các môn học lại, thì chúng ta không bao giờ học để thi. Vấn đề là những bản bám ở đây, đây là hướng dẫn chỉ của lời nên lập bản thân cái các thầy đứng ở đây là hỗ trợ cung cấp những chất cần thiết cho tế bào rồi, nhưng có điều khi nó rất thuộc lại là độ xuyên thấu cao để dễ đánh mạch, nên nó lắng trên thành động mạch sẽ đi về những mạch bám. Sau đó thì nó bám vậy là nó sẽ ngăn cách cái tế bào với cái tổng thể xung quanh, cho nên đó là gây viêm ở đây nè ha, hoặc canxi máu ở đây á lắng động vô đây thì mạch bám tóm lại có cái này có cái này, rồi khi nó bị viêm thì thu hút cái gì tới đây chữa vết viêm, bạch cầu là thành phần tiếp theo có ở đây. Và khi chảy máu thì có cái gì làm không chảy máu, tiểu cầu. Bạn coi kỹ là đẹp một điều đề cập đến bốn thành phần này trong thành phần mạch máu. Nhưng với cái tiểu cầu này là nếu mà mãn nhiều thì nó có nguy cơ làm nên những cục máu đông. Vậy thì cái cục máu đông này mạch máu lớn thì còn đỡ, nhưng mà nó lợi với cái chỗ mạch máu hẹp về tim thì nó sẽ sao? Đóng ở đây tắc nghẽn mạch máu thì gây nguy cơ ở bệnh lý của tim như vậy. Cái nguy cơ thứ hai từ cái sơ giữa mạch máu gì mà cơ
về đó rồi. Vì cái mảng bám này nó làm hẹp cái lòng đạo quả, chỉ là hậu quả gì? Tôi đang nói về mặt cơ học nha, có ý nghĩa quá học đã phân tích xong rồi. Khi mà nó làm hẹp lòng mạch máu đó, thì lưu lượng máu đi về cơ quan đủ hay không? Dạ. Mà muốn đủ thì phải làm sao? Máu đủ là được á, muốn đủ phải làm sao? À, thì tim ở đây, chỗ cung cấp á, nó phải tăng cường đập mạnh lên là tăng áp lực tim thành liền dày nè. Đúng không? Đúng không? Rồi, bây giờ sao nữa? Vậy giờ đó, đi với một dẫn tốc lớn hơn, tăng dẫn tốc lên sẽ tăng áp lực lên thành mạch máu, đồng nghĩa với việc tăng nguyên tắc. Đây là những nguyên nhân từ chuyện sự nghiệp mạch máu. Nó rất là hay, và bạn sẽ nghiên cứu kỹ khi mà học bệnh rồi. Còn không những không tích nhiệm bệnh, thành mạch máu học thôi. Ở dưới vitamin D nhớ nhiều bản tên nha. Vitamin D có hai loại, và chữ D sẽ có một tên riêng, liều lượng không cần học trong môn này. Còn nếu người ta hỏi bạn cái loại vitamin D nào mà cơ thể người hoặc là dân tổng hợp được, còn dân B2 đi bạn. B2 thấy bạn đúng không? Để có những cái mặt phẩm khác ha. Mà như vậy thôi, con phải chỉ hỏi gì thôi. Ở đây chúng ta là thần dược của sắc đẹp, tức vitamin D. Mà phái đẹp hay sử dụng trong các loại vitamin và dư lượng và thân thể nhất là loại này luôn á. Con có dư dư nhiều một ít nguy hiểm hơn mấy loại khác. Tên, giải quyết cái tên nè, nó có một tên nữa là tocopherol, là tên hóa học ha. Đây là chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Còn chất C hồi nãy là chất chính để chúng ta phân biệt cách gọi tên của người ta. Vì ngoài việc chống oxy hóa, nó còn liên quan đến chức năng sinh dục, nên thiếu vitamin E đã bị kèm số dưới nặng, tổn hại đến chức năng sinh sản, ảnh hưởng chức năng sinh lý tế bào, và có thể theo cơ nếu tặng ha. Nhưng theo cơ là một bệnh lý nó mà di truyền người bệnh. Còn đấy, tiếp sự cái quan còn cái nữa sinh chủ chưa thì là cái bạn mất học còn nghĩ còn để đi thi nó kiên quyết đặc biệt là kiến thức tập thể khi được học xong một học phần. Cái sự béo oxy hóa này là nguyên nhân dẫn đến ung thư. Các cái gốc cái lipid mà trong trong cơ thể ha, mà nó bị béo oxy hóa thì là cái gốc tự do hỗn nó nha, gốc tự do đó cũng hay phân tích các bạn đó, thì nó là nguyên nhân béo oxy hóa dẫn đến sự những hậu quả nặng nhất của ung thư. Nhưng mấy chất đó là ý định là trong chương khác có đề cập, nên trong đề thi chưa có hỏi hết. Ừ, các bạn xem trong cái quá trình có như thế này, vitamin E có 8 cái loại ha, nhưng trong cái loại alpha là không hoạt chất đặc nhất. Vậy hiện tại chúng ta có lưu ý cho 3 dạng vitamin mà người ta có lưu ý hoạt chất cao có thể sẽ hỏi, tức là loại B1, loại B6 và loại E nha. Thì sẽ hỏi cái nào có hoạt chất cao, các bạn nhớ như cô có ghi chú sẵn hết nha. B1 kiểu gì đó? TTTT. B6 có biết trên bảng là B, đây là B. Còn mà chữ E là thế này ha, alpha tocopherol. Và dòng dưới cùng là dòng nãy cô nói là cô quên đánh dấu giùm các bạn. Vitamin E là chất ít độc nhất trong số các vitamin nano dầu. Mà trong bản đọc thì vitamin nano dầu độc hơn nước. Do vậy, mai mốt bạn đọc cái câu hỏi là loại vitamin nào mà dư lượng độc ít ảnh hưởng đó, cái độc đó, thì bạn chọn chữ E ha. Còn loại thứ nước là mà nhu cầu thì làm thêm thêm được cái có nhiều nguồn cái này nó không chịu đứng tính sao á. Chúng ta cố gắng giải quyết xong cái này, chữ này gọi là vitamin K. Cái vitamin K có thuộc trong nhóm thiếu hụt thông thường, mình có tùy tiện sử dụng vitamin K học học đó là cái chỉ định đúng không? Thường thường thì người tiêm cho trẻ là ha, và người lớn trong một số trường hợp nhất định ha. Vậy cho nên là đó là điều gặp riêng cái tên bạn có một lưu ý nhiều hơn. Thường thường là có hai cách gọi tên hơi khác nhau xíu, do cái thành phần hóa học hoặc do cái thành phần dược liệu dự tính của bác. Nó có cái tên, một tên thường phổ biến là phenobarbital, nhưng có thể có một tên khác là dòng dưới tôi ghi là phenobarbital. Thì tìm theo cái thành phần hóa học nó khác biệt chút xíu về gốc thì gọi tên nha. Nó hai cái tên như vậy, nhưng nói về cái tên của loại K. Thì cái vitamin này hàm gia
vào cái tổng hợp rotamin. Và cái rotamin thì hiện tại cho đến bây giờ chúng ta chưa nhắc lại cho các bạn học cái này ở cái chương thì biết rồi. Có cái rotamin là chống chảy máu, cầm máu của cơ thể. Trong khi cái chất mà cái chất mà chống độc máu phù hợp với các chuyện là chống chảy máu, còn cái chất chống độc máu là heparin, đúng không? Nó khác nhau ha. Thì cái này là cái kia là thrombosan đó, và giai đoạn trung gian đó là thrombopin ha. Và rotamin thì cái chất này là tham gia vào cái điện tử trong cái oxy hóa và protein hóa. Giờ câu hỏi dưới sẽ hỏi những người dùng sau đây. Gần đây là câu hỏi của họ như vậy: vitamin K ở thực vật tên gì? Dạng nó K1 nè, K2 là của vi sinh vật nè, và K3 là dạng hóa tổng hợp ha. Và bạn nhớ cho ba cái đoạn đó ha. Còn những chi tiết khác thì nó còn được dùng ý của mọi người xem. Mày chỉ hỏi tên thôi nha. Trong cái đoạn này, trong giáo trình thì có một lưu ý để dùng chữ tự tạo sau đây. Đây là loại mà cơ thể vi khuẩn đường ruột có thể làm tổng hợp được rồi, vitamin K. Vậy hiện tại là mình đã còn mấy cái tự thân mình tổng hợp rồi. Mới có 2 nè, B8 nè, B12 nè, đúng không? Vitamin D mới có 8 nè, là vitamin K nè. Tuy nhiên cái này là không, tức là không chỉ định tiền điện, bởi vì thường nó là thiếu, cơ thể thì không tổng hợp được, không nó là thiếu, nhưng mà khi trường hợp bất thường thì trẻ mới sinh thì cái tổng hợp nó chưa đủ đi. Cái dòng này ghi chú vậy: khi sử dụng liều cao về kéo dài dẫn đến thiếu máu vàng da ở trẻ em và ảnh hưởng độc của nó lên mắt hồng cầu. Vì điều này trong đề thi cô có thỉnh thoảng đọc thấy câu tác giả như thế này: loại vitamin nào sau đây dùng thừa khi vàng da? Có hai từ dùng thừa cần lưu ý. Nếu người ta nói là thực phẩm nào dùng thừa khi vàng da, để tự nhiên bạn chọn những gì? Đúng đủ cái gì đó là vitamin gì? À đúng rồi, nếu thực phẩm, ý mình muốn phân biệt là thực phẩm mà ghi vàng da thì chúng ta chọn vitamin A, đồng ý không? Nhưng nếu mà dùng thừa đó chỉ định đường huyết thừa và chọn chữ nào, chữ K nha, để phân biệt hai trường hợp đó nha. Và lưu ý để mình chọn cái đúng khi mình đọc câu hỏi này thì đã nói chuyện hết chưa? Cái này là chỉ định mà thừa, tức là cái này thuộc loại giống chỉ định cho thừa là thừa ghi vàng da độc hại. Còn thường thức ăn thực phẩm thừa là loại gì vậy ăn? Vậy là nhưng nếu hỏi tổng hợp thì tức có hỏi nhiều cái đó á, vitamin cần dùng thường ghi vàng da chúng ta có quyền chọn mấy cái? Chọn hai cái. Nhưng nếu hỏi rõ chúng ta không được đi được cùng. Đó là mấy lưu ý để cho bạn học bài cho nó hiệu quả cao nhất. Còn thực phẩm không có nói là nha, chúng ta còn lại vitamin cuối cùng là vitamin F. Ít có ai nói đến bởi vì cũng cần nha, phải được nghiên cứu. Giờ sẵn tiện ở đây cũng nói rõ luôn, cái bài này là trọng tâm rất lớn đặt ở trong cái bài hóa học thì biết các bạn. Con những con những công thức axit nè, các axit béo không no từ 18 carbon trở lên thì có hai nói rồi. Bạn học cái bài đó ráng học kỹ được cô bốn axit trên này có ba cái, nhưng mà nó có bốn loại cho nên tôi dùng là axit linoleic, linoleic arachidonic và còn một loại mà có một nó đâu như là oleic. Cái thứ nguyên cái phần axit béo đó đó các bạn ráng học kỹ qua được giáo trình cho chúng ta nhận được slide bài giảng không có trình bày rất kỹ phần axit béo ha. Là trong câu hỏi thi sẽ hỏi rất nhiều axit béo này công thức là bao nhiêu, nó tên danh pháp hóa học là gì, thì nó có vai trò gì, cái nào là omega 3, cái nào omega 6, cái nào omega 9, tức là có nhiều chi tiết trong cái bài của mình. Nhưng cô thử hỏi cái mà các bạn nhớ không? Đặt các bạn khi học cái bài chuẩn bị tâm lý thì câu hỏi hơi nhiều lắm, khoảng vài trăm câu hỏi á. Có nhiều cho gì? Cho biết là mức độ cần thiết. Ví dụ như axit và lấy luôn cái công thức này. Công thức của axit linoleic ha. Công thức của nó là C 18 2 chấm à, nó sẽ đi như vậy. Rồi delta 9 12. Đây là bạn học quá hữu cơ, bạn có hiểu nó nói gì không? Cô đang minh họa cho công thức axit linoleic xong luôn á. Mà gắn nhớ lời nói vậy. Nó có hai cái đôi. Có
bắt đầu của nào đâu? Ở chỗ số 9, chỗ số 12. Như vậy nếu tính ra thì nó sẽ thuộc dần con hay gà máy. Viết ra tên nào? Viết ra tên nào? Bạn sao ra số 3? Cái nào ra số 3 đó là? Trên chiếc 12. Mày nói là ok số máy. Và nhớ cho con mất học là hiểu cái làm sai. Ok nghe ha. Ví dụ như một cái ca viết á, đại đại thể như vậy nè. Nó sẽ đi dài, để đi vô các con. Sau đó C, H và C, O, O, H. Đây là cái thủ cơ đúng không? Chỗ này C là mấy? 1, 2, chỗ này số? Số 2. Ha. Vậy thì cái này là C số 1 nằm ở đây. Vậy cái C 18 nằm ở đây. Vậy cái nói đâu đi mở chỗ này nè. Cái omega là tính này là omega là từ đây là omega 1. Lưu đi qua đây là omega nhìn lưu qua đây. Vậy cái mối đôi đầu tiên đặt ở chỗ số 9 á, là tính từ đây qua. Số 9 nằm đây chẳng hạn. Người qua suốt bên đây là tới số C 12. Người qua bên đây mới là C 18. Vậy nếu bạn suy nghĩ là cái omega 1 là bắt đầu từ đầu này. Vậy thì cái mối đôi xa nhất sau những vị trí này dần gần nhất vô omega là thuộc về C mấy? Nghe kịp không ạ? Cái nối đôi xa nhất của C 1 dần gần nhất với omega 1 ở đây là thuộc về C số mấy? C số 6. Sao biết C số đâu? Nhìn nè, đến bên đây là số 13, số con luôn lên bên đây. Như vậy có nghĩa là tiếng nói gì không hiểu là gì dễ hiểu luôn. Cái số 18 này trừ cho cái số lớn nhất nằm trên đây là ra luôn. Đây là kỹ thuật để đi thi phần này trong chương đó. Cô hỏi rất nhiều đó nha. Nghe hiểu chưa nào? Vậy nếu mà cái này nó có thêm số 15 nữa, ý nó nói là bây giờ là cái thứ nhất nè, linoleic là con gà máy đó đây. Con gà máy, hiểu không? Rồi, vậy nó có cái con tiếp theo nè, linoleic ba cái đầu, nó sẽ phân bố tiếp đến vị trí 9, 12, 15. Chỉ có nghĩa là nó sẽ thuộc omega 3. Nên người ta hỏi bạn là bạn nhìn những công thức trả lời liền nó trách nhiệm cho họ nhận ra hỏi rất nhiều và có kỹ thuật này bất cứ chỗ nào cũng hiểu cái gì về cái gì khó gì đâu. Nhưng cho đó nó không như khó nha. Trở lại chủ đề này, các vitamin này toàn là axit béo không? Có nghĩa là đây là một loại vitamin không thể có amin. Và câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi loại vitamin nào sau đây không có chứa amin? Bạn đồng loạt chọn cho tôi là vitamin S, đúng không? Để nó có amin đâu, phải chỉ có toàn là chất béo mà thôi. Và đó là những cái lưu ý khi chúng ta học chuyện này. Còn giai trò của nó là được liệt kê bên đây. Mời mấy cô cho nó lại đây. Mời vitamin S là hàng rào da tiêu mỡ chống nhiệt lượng tràn gì đó. Nói chung cái này được dùng trong chỉ định của bên da liễu đó, nhưng mà cần ngăn chặn nó còn được hỗ trợ điều trị viêm mắt gì đó từ bên mắt trên luôn. Rồi bài học của mình bắt nhiêu là viêm mắt thôi. Tổng hợp chưa chọn tên gọi ở cái nhóm mà đang lên nước, cô chỉ mới liệt kê được bạn nhiêu đây thôi. Ví dụ như cái này nó có một cái tên, cái này có thêm mấy tên nữa đó. Cái này có một tên, cái này có ba tên. Dần dần thì cái mục này là phần kết cỏ và trắc nghiệm. Hỏi những cái tên thôi là các bạn đã có mấy chục câu hỏi là đặt tên rồi ha. Nhóm tiếp theo mới được học xong là nhóm này. Cho nên bạn thấy rõ là cái bài này nó khó thì cũng khó, nó hơi dài. Và chỉ cần lưu ý đến các tên là rõ nha. Và điện cho đây coi. Loại pin tên như nào ít đọc hết bạn. Nhiều quá chứ chưa? Vậy là được rồi. Tôi bị đánh thuộc về ai? B.